Kính thưa quý vị, Nguyễn Sam xin trân trọng chào quý vị. Và trên màn hình, một gương mặt quen thuộc địa bàn chúng tôi, cô Vân Lê. Mời cô gọi đây chào quý vị. Vân Lê kính chào tái ngộ đến tất cả quý khán thính giả của truyền hình Cali Today và hệ thống Cali Today. Hôm nay cũng rất là vui, hậu bầu cử, gặp lại anh Nam. Gặp lại anh Nam, và cũng đây là cái cơ hội đầu tiên mà Vân Lê tiếp xúc với báo chí. Gần 2 tháng nay chưa phỏng vấn cô. Dạ đúng vậy. Chắc nhiều chuyện để nói. Dạ. Này cũng phỏng vấn là nói hết phải không? Nói hết. Nói thoải mái phải không? Nói thoải mái, okay. Dạ. Thưa quý vị, đầu tiên thì chúng tôi xin mời Vân Lê gửi đến quý vị cái bản tường trình của bầu cử vừa qua. Và đến giờ này đã có kết quả, mời cô. Dạ, tính tới ngày 24 tháng 6 ở trong cái report của bên quận Hạt đó, thì họ đã ghi ra là số phiếu của khu vực 7 tổng cộng là 11.449 phiếu. Trong đó thì bà Mai Gia được 5.441 phiếu, Biên Đoàn được 3.293 phiếu và Vân Lê được 2.715 phiếu. Tổng cộng thì là cái xác suất mà bên bà Mai Gia là cũng gần 48%, và Vân Lê và Biên Đoàn chia cái số 52%. Dạ. Và 51% mấy rồi? 51% mấy. Dạ, thì bây giờ đó thì cái số phiếu mà Vân Lê thua bên Biên Đoàn là khoảng 578 phiếu. Thì trong cái report thì họ nói là họ vẫn còn để đếm phiếu, nhưng mà official là chính thức á, là họ nói là 7 tây tháng 7, coi như một tháng sau khi cái ngày bầu cử là 7 tây tháng 6. Và coi như là chính thức. Thì bây giờ là họ cũng cập nhật thêm mỗi một ngày thêm một nhưng mà no big difference. Không có sự khác biệt đúng nhiều. Rồi, đúng anh Nam nói rất là đúng. Vì vậy nhân dân dịp này thì Vân Lê cảm ơn tất cả sự hỗ trợ của mọi người, và nhất là những lá phiếu của cử tri trong đơn vị 7. Ngoài ra Vân Lê cũng cảm ơn cái sự nhiệt tình và sự ủng hộ của trong ban vận động của Vân Lê, các anh chị em ở trong nữ quân nhân, các anh quân nhân đã đi ra và cắm bản, coi như là thiện nguyện cắm bản và đi ra nói chuyện với cử tri và gọi phone cho Vân Lê. Cái tấm chân tình đó Vân Lê rất là trân quý. Ngoài ra Vân Lê cũng cảm ơn những người đã hỗ trợ cho Vân Lê về vấn đề tiền tài, và các bậc trưởng thượng, những người ở như là ở bên các vị tôn giáo, lãnh đạo tôn giáo cũng đã góp lời cầu nguyện và hỗ trợ cho Vân Lê, như cha Nguyễn Đình Đệ, sư bà Nguyên Thanh ở bên Phật giáo Hòa Hảo, vân vân. Còn bên bên quân nhân thì cũng có thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, đại tá Trần Thanh Điền và rất là nhiều những người đã đứng ra gửi lời ủng hộ cho Vân Lê, và ủng hộ cho Vân Lê rất nhiều về tinh thần cũng như là vật chất. Vì vậy Vân Lê mừng làn sóng này để cảm ơn tất cả tấm chân tình đó của mọi người đều thương mến, tin tưởng Vân Lê, và ai cũng nói rằng là Vân Lê phải đắc cử lần này. Vì khi Vân Lê đi ra gõ cửa và Vân Lê đi xin cắm bản, rất đông người nói rằng là tôi ủng hộ Vân Lê. Và ngay cả những người mà đã gọi phone cho Vân Lê, các chị, các anh đã gọi phone cho Vân Lê, họ cũng nói ra lần này tôi thấy là người ta trả lời là Vân Lê được sự ủng hộ rất là nhiều. Vì vậy tôi cũng tin tưởng là Vân Lê sẽ đắc cử lần này. Nhưng mà quý vị cũng thấy đó, cái kết quả thì nó không được như mong muốn. Nhưng mà bây giờ thì Vân Lê cũng có một đôi lời là Vân Lê cảm ơn tất cả quý vị đã hỗ trợ, ủng hộ cho Vân Lê. Và Vân Lê tin rằng là Vân Lê còn lại, còn sức khỏe, còn nhiệt huyết, còn tấm lòng, Vân Lê vẫn tiếp tục phục vụ dấn thân vào trong cộng đồng để đem tiếng nói của chúng ta vào trong dòng chính. Cái kết quả đó tôi tin chắc là cô không hài lòng. Dạ, với đúng kết vậy. Quả này. Dạ đúng vậy. Dù nói gì nói, trong ruột cô vẫn không hài lòng. Dạ. Cô muốn có kết quả tốt hơn. Dạ đúng. Và một luồng dư luận rất là mạnh trong cộng đồng cho rằng cô bị steal the show. Cái ngôn ngữ này chúng ta xin mượn lại của ông Donald Trump là cô bị steal the show. Thì cái điều đó có đúng không? Thì
quý vị cũng biết đó là khoảng chừng một tuần rưỡi trước khi cái ngày bầu cử là ngày 7 tháng 6 thì Vân Lê và cử tri trong đơn vị 7 nhận được rất là nhiều những cái flyer, những cái tờ rơi mà để rằng là Vân Lê defund police. Và cái câu mà nhiều người cũng nói Vân Lê là we cannot trust Vân Lê, chúng tôi không có tin cô Vân Lê nữa để mà giữ cho thành phố được an toàn. Và Vân Lê cũng đã gửi một cái thư từ bên ông luật sư ra trong diễn đàn và chơi bên ban vận động của biên đoàn, và Vân Lê yêu cầu bên ban vận động biên đoàn hãy ngưng ngay, đừng làm thêm những cái trò này nữa. Nhưng mà rất tiếc là bên vận động biên đoàn gửi ra thêm hai cái flyer nữa, tổng cộng là Vân Lê nhận được tới ba cái flyer defund police. Vì vậy cái số mà phiếu bầu á, mà Vân Lê không được hơn biên đoàn là tại vì những cái flyer này. Thì rất là nhiều người cũng nói chuyện gọi tới Vân Lê và gọi tới những người bạn Vân Lê, ngay cả những người trong ban vận động nữa, là khi họ thấy cái chữ defund police là họ sợ. Và đúng trong cái thời điểm mà ở bên tiểu bang Texas có cái vụ bắn nhau mà làm giết hại gần 19 em học sinh và hai người cô giáo. Vì vậy họ rất là sợ và họ đã thay đổi ý kiến. Cái đó là cái điều mà Vân Lê rất là tiếc, là họ không có tìm hiểu kịp và bên Vân Lê cũng không trở tay kịp. Và thực ra thì nhiều người cũng đã nói với Vân Lê là tôi tin rằng là lần này cô đắc cử, chứ tôi không nghĩ rằng là bên đối phương của cô chơi bẩn. Thì anh Nam cũng đã nghe thấy và cũng rất nhiều người nói về cái sự chơi bẩn này, là tiếng Mỹ họ nói là dirty politics. Và thứ hai nữa là họ cũng nói rằng là you play dirty under, game. Với lại under the belt. Under the belt. Ok, nghĩa là dưới thắt lưng quần. Dưới thắt lưng quần. Và quý vị cũng biết đó, là bên biên đoàn, bên văn vận động biên đoàn đều nói rằng là tôi không có attack, tôi không tấn công cô Vân Lê, tôi chỉ có ra tranh giành với bà Maya. Nhưng mà quý vị thấy là bao nhiêu những cái flyer mà Vân Lê nhận được, không có một cái flyer nào, không có một cái tờ rơi nào mà tấn công bà Maya, mà chỉ có ba cái flyer tấn công Vân Lê. Thì quý vị nghĩ sao? Đây là cái điều mà Vân Lê cũng rất là thất vọng. Thất vọng là đã nói rằng là mình cùng một mẹ chứ hoài đá nhau, thì ai đá Vân Lê trước đây? Vân Lê không có đá bên biên đoàn. Nhưng mà họ trên cái trưng diện mà ba cái flyer này, thì cách đây một tuần thì Vân Lê có nói chuyện với cái ông mà campaign manager của biên đoàn. Thì ông ta cũng muốn là Vân Lê hỗ trợ, ủng hộ lại cho biên đoàn, vì ông nói rằng là nếu không có cái số phiếu của Vân Lê thì biên đoàn cũng sẽ gặp khó khăn để mà đấu lại với cô Maya, vì cô Maya được thì gần như 48% rồi. Mà số phiếu của Vân Lê mà gửi qua mà ủng hộ cho biên đoàn, may ra có thể thắng, nhưng mà cái đó vẫn không biết được là có thể thắng hay không. Thì quý vị cũng trở ngược lại vào cái 4 năm trước, luật sư cụ nghị viên Nguyễn Tâm cũng là một người luật sư cũng bị mất bằng, mà khi ra tranh cử với cô Maya nhiệm kỳ 2018 là cái vòng chung kết thì cũng rớt. Vì sao? Vì cái số phiếu Việt Nam không đủ, mặc dầu là đương nhiệm đó. Ai cũng nói rằng là người đương nhiệm cũng có cái thế lực và có cái quyền lực rất là nhiều, nhưng mà và ai cũng đổ thừa là tại Vân Lê không có ủng hộ cho người cụ nghị viên Nguyễn Tâm. Vân Lê nói Vân Lê không ủng hộ
cho một người nào mà thứ nhất là không có lập trường quốc gia, thứ hai là không có đạo đức. Đó là cái lập trường mà Vân Lê vẫn giữ cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà cái điều mà Vân Lê muốn nói hôm nay là khi mà ban vận động của biên đoàn đã gửi ra những cái flyer này, thì cái ông campaign manager của bên biên đoàn thì ông nói rằng là ông không có muốn bên biên đoàn gửi ra, thì ông cũng sợ là backfire, sẽ bị phản ứng ngược. Vì ông cũng nói rằng là một ngày nào đó nếu mà bên biên đoàn cần cái phiếu của Vân Lê, làm sao mà nói chuyện được. Chính ông đã nói Vân Lê câu đó. Như ông cảnh báo trước. Ông cảnh báo trước. Và Vân Lê có nói là đây là ở trong cái campaign, những cái flyer này là từ cái campaign của biên đoàn, chứ không phải là từ một cái PAC, Political Act Committee, hay là một cái cơ quan ở phía sau lưng khác. Nhưng mà đây là từ bên ban vận động chính, của biên đoàn. Chính. Thì ông ta có nói rằng là ông ta đã khuyên, nhưng mà biên đoàn vẫn nghe theo cái nhóm mà cố vấn người Việt. Vì vậy ông cũng không thể nào làm gì khác hơn. Và ông cũng nói rằng là ông cũng không có vui lắm. Và thứ hai nữa đó là Vân có nói thêm với ông ta là cái tư cách của một người mà đi ra tranh cử mà không có được cái lòng dân thì cũng phải xét lại. Đây là một cái chuyện đối với xảy ra với Vân Lê, là trong cái tu viện Vân Lê đi cái buổi mà Phật Đản ở bên tu viện Quyền Không, thì Vân Lê có gặp biên đoàn, thì biên đoàn bắt tay Vân Lê, thì Vân Lê cũng bắt tay biên đoàn lại. Nhưng mà khi biên đoàn hỏi Vân Lê là cho chụp hình, thì Vân Lê trả lời là không. Thì đó là hai ngày trước khi cái ngày mà bầu cử, là Vân Lê nhớ là cái tuần đó là cái ngày Chủ nhật. Thì biên đoàn mới hỏi lại là tại sao? Thì Vân Lê nói là tại vì biên đoàn chơi dirty, biên đoàn chơi bẩn. Ok. Thì biên đoàn đứng ra cãi với Vân Lê. Thì Vân Lê nói rằng là biên đoàn đã nói trước và đã hứa là không có chơi attack Vân Lê, không tấn công Vân Lê, thì bây giờ lại sao lại tấn công Vân Lê? Mà không phải là lúc đó là Vân Lê chỉ nhận được có hai flyer thôi. Cái ngày bầu cử đó, ngày 7 tháng 6, mọi người đều nhận thêm một cái flyer nữa. Thì tổng cộng là 3 flyer. Vì sao? Vì họ đánh vào những người mà họ sợ đi mất phiếu anh Nam. Họ đi bầu ngày đó thôi. Và cái ngày đó mà khi họ nhận được một cái flyer, họ có thể chuyển cái ý của họ. Thì đó là lý do mà tại sao Vân Lê mất. Nếu mà tính ra như lời Brian Công Đỗ cũng cả analyze, cũng đã phân tích về cái vụ này, thì Vân Lê mất, nếu Vân Lê mất 300 phiếu của ba Vân Lê, thì là biên đoàn gain, nhận được là khoảng 600 phiếu. Mà hiện giờ là Vân Lê thua biên đoàn khoảng 578 phiếu. Nếu nói cách khác hơn, nếu không có cái đòn dơ này nó chơi dưới tắt đơn quần này nó đúng rồi, chơi bẩn thỉu này nó thì Vân Lê chưa chắc thì thua. Người rớt ngay từ đầu phải là biên đoàn của Vân Lê. Mà Brian cũng nói là một cái flyer này không, có thể là Vân Lê mất từ 200 cho tới 500 cái phiếu bầu. Thì quý vị cứ nghĩ đi, cho là lấy 200 đi, mà ba cái flyer Vân Lê mất 600, mà nếu 600 cái phiếu đó mà thuộc về Vân Lê thì có nghĩa rằng là biên đoàn mất 1.200, chứ không phải là mất 600 đâu, đúng không anh Nam? Đúng đúng. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra nè, biên đoàn không có tiền, trong công bố tiền vận động tranh cử đã không bao nhiêu rồi đó nhé. Dạ. Thì nói với mọi người rằng ba cái mailer này đã tốn khoảng 90.000 tiền, nghe công thế lực nào đó ở phía sau lưng, ở một phía sau lưng mà thế lực đó thì nó sẽ nói sau. Đúng rồi. Mà thế lực đó đang muốn khuynh đảo thành phố San Jose này, đánh gục với người Việt quốc gia, ứng cử viên cờ vàng, để đẩy vào một ứng cử viên mà gần với Hà Nội hơn, thì cái đó ta thấy nói, thì cái số tiền đó có phải là đơn vị đó đang tài trợ số tiền này không? Chúng ta nói một cái chứng cứ. Yeah, chúng ta. Nhưng mà chờ. Người ta có quyền nghi ngờ rằng, anh không có tiền, mà anh chơi sang như vậy,
mấy ngày tuần cuối đó, anh bỏ ra 90.000 đồng theo ba mail lên này còn 90.000, lấy đâu ra? Tại sao tung ra láo dối và lừa gạt cộng đồng để đánh gục một ứng cử viên quốc gia như vậy? Lệnh từ đâu, ai chi tiền? Cộng đồng Việt Nam đang rơi một cái trap, rất cộng đồng Việt Nam không tỉnh táo nó bị thòng lọng đang treo cổ. Và cái điều này nữa là chính ông Jonathan Fleming thì vẫn có nói là Vân Lê không có muốn chụp hình, thì biên đoàn cứ đứng đó mà cãi với Vân Lê. Vân Lê nói Vân Lê không có cãi, chỗ này là cái chỗ trang nghiêm, Vân Lê không có cãi ở trong chùa. Thì sau đó Vân Lê cũng có mấy chị Phật tử cũng kêu Vân Lê ra chụp hình để mà làm kỷ niệm, thì biên đoàn nhảy vô để mà chụp hình chung. Vân Lê nói là Vân Lê không có muốn chụp hình chung, tại vì một người chơi bẩn như vậy Vân Lê không có phục và Vân không có cái tư cách để mà chụp hình chung với Vân Lê. Thì Vân Lê nói Vân Lê không chụp, thì Vân Lê đứng ra, thì biên đoàn lại đứng ra, tại vì thấy Vân Lê đứng ra thì biên đoàn đứng ra. Thì xong mấy cô này nói Vân Lê, mấy người này cũng không có mời biên đoàn, nói chúng em chỉ có mời chị Vân Lê thôi. Thì bây giờ thấy biên đoàn đứng ra thì mấy người mời trở lại Vân Lê, thì Vân Lê đứng trở lại thì biên đoàn nhảy trở vô trở lại. Vân Lê chỉ hỏi ông Jonathan Fleming thôi, cái động tác đó, cái action đó đó, ông nghĩ sao? Thì chính ông Jonathan Fleming nói rằng là he's a jerk. Cái câu này có nghĩa là sao? Mình nói cái đúng nghĩa đó cho bà con hiểu đi, chữ gì? Jerk là gì? Jerk có nghĩa là J-E-R-K. J-E-R-K. Một là anh coi như là một có nhiều nghĩa tùy theo trong cái hoàn cảnh nào. Thí dụ người chồng đánh vợ thì là anh là một cái người thô bạo, anh là một cái người hèn hay là như thế nào. Còn một người mà chơi xấu thì cái nghĩa đó là jerk, có nghĩa là anh là một cái người có thể là nói là không tốt, hay là mình nói nặng hơn là anh là một cái người mà bà láp hay là cái câu mà cà chớn, nói cà chớn. Thì chính cái người mà làm việc cho mình mà nghe vào những cái chuyện như vậy và đúc kết lại cái câu mà jerk, tiếng Mỹ họ nói nặng lắm anh Nam. Một cái người mà nói là jerk, do you want to associate with someone is jerk, anh có làm việc chung hay là làm bạn với một người như vậy hay không? Một người tốt ai cũng muốn đến, nhưng mà một người xấu thì người ta nhìn lại coi cái quá trình hoạt động. Thì đối với Vân Lê đó, Vân Lê mục đích Vân Lê lên tới đây là Vân Lê biết rằng là ở ngoài kia rất là nhiều người và những người ở trong cộng đồng đều nói rằng là tôi muốn thấy cái cộng đồng mình united, coi như là đoàn kết với nhau. Và ngay cả chính ông Matt Mahan cũng đã gặp Vân Lê, và Vân Lê cũng nói cái ý của Vân Lê là tôi cũng muốn đó, tôi cũng muốn cái cộng đồng tôi united, tôi cũng muốn cái cộng đồng tôi hợp đoàn kết với nhau, nhưng mà tôi có cái điều kiện là cái người mà đã làm tổn hại, tổn thương đến cái danh dự của tôi và tổn hại đến cái election, cái lần tranh cử này, tôi tốn bao nhiêu công sức, tiền bạc mà đánh tôi, tấn công tôi và ba cái mailer như vậy, thì ông nghĩ như thế nào? Thì ông Matt Mann nói, thứ nhất là phải có một cái điều kiện gì để mà coi như là xoa dịu lại cái vết thương. Thì Vân Lê có nói rằng là Remedy. Ok. Thì Vân Lê nói rằng là trước nhất là bên vận động của biên đoàn và bên biên đoàn phải xin lỗi Vân Lê, xin lỗi cộng đồng và xin lỗi luôn cả district, là Eastside District, là bên học khu Eastside. Tại vì khi mà anh ta đánh cái khu này, coi như anh ta đã lấy luôn cái học khu của Vân Lê ra để mà anh ta đánh, người ta cũng rất là sợ. Nhưng mà Vân Lê cũng mong rằng là phải có một cái press release, thông cáo báo chí, và cái thông cáo báo chí này phải được
đưa qua cho bên ban vận động của Vân Lê xem lại trước khi gửi ra cái ý phải như thế nào để chúng ta có thể hợp tác với nhau. Đó là cái điều kiện đầu tiên. Điều kiện thứ hai mà Vân Lê muốn là khi mà bên ban vận động biên đoàn gửi ra những cái flyer này mà 3 lần như vậy thì phải gửi trả lại trong khu vực 7, trong khu vực 7 nha, 3 cái flyer như vậy. Là tại sao biên đoàn chơi bẩn như vậy? Để đấy lại Vân Lê phải lấy lại cái danh dự của Vân Lê. Điều mà Vân Lê chưa có nói là Vân Lê cần cái gì khác hơn. Vân Lê cần hai cái điều kiện này trước, và sau đó thì Vân Lê sẽ ngồi xuống cùng với những người trong cộng đồng, cơ quan truyền thông và tất cả các bậc trưởng thượng, mình ngồi xuống mình sẽ nói chuyện kế tiếp. Điều kiện của Vân Lê trước là những cái flyer này sẽ trở lại, gửi trở lại cho những cử tri trong đơn vị 7, và phải có xin lỗi. Đó, tất nhiên đốt nhà tôi cháy tan nát đầu tiên là phải remedy, là phải sửa lại cái nhà của sửa tôi lại cái đã. Nhà của tôi trước khi nói chuyện nè, mà cũng phải xin lỗi nữa, phải xin lỗi, phải báo xin lỗi nữa. Dạ. Và nếu anh ta không làm chuyện đó mà nói như ngôn ngữ của ông giám đốc tranh cử của ông ta, của biên đoàn, là a jerk, he's a jerk, right, thì liệu anh ta không làm ba cái chuyện đó, không xin lỗi, không remedy, không sửa sai, thì anh ta muốn cô ủng hộ thì cô có ủng hộ? Vân Lê đã đưa ra những cái điều mà làm tổn hại đến Vân Lê, thì nếu mà những điều kiện này mà không được thỏa mãn thì lẽ đương nhiên là Vân Lê để cho cử tri trong đơn vị 7 họ quyết định anh Nam, cũng như là người ta đâm mình rồi bây giờ mình lại đưa thêm bên kia, mình lại cho đâm thêm hay sao? Nhưng mà Vân Lê mong rằng là cái buổi nói chuyện ngày hôm nay quý vị sẽ hiểu rõ hơn tại sao Vân Lê giữ vững cái lập trường của Vân Lê, tại sao Vân Lê không chơi bẩn, tại sao Vân Lê là một cái người mà luôn luôn muốn giữ cái thành trì này là quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Thì đó là cái điều mà Vân Lê muốn nói cho tất cả quý vị biết. Tấm lòng Vân Lê luôn luôn muốn phục vụ cộng đồng, nhưng mà bên đối phương của Vân Lê chơi rất là bẩn, không có một cái flyer này đánh Maya. Có nhiều người trong cái buổi mùa hôm thứ sáu vừa qua, Vân Lê có mời một số các cơ quan truyền thông, cũng như một số người mà đã đi gõ cửa với Vân Lê, cổ động viên của Vân Lê, gõ cửa Vân Lê, gọi điện thoại cho Vân Lê, và ai cũng nói rằng là đây có phải là cái trò chơi để giữ cái ghế cho Maya hay không. Và cũng có người nói rằng là cũng nghe nói là đối với biên đoàn 4 năm nữa biên đoàn chuẩn bị nhiều hơn thì biên đoàn có thể ra, bây giờ 4 năm nay thì biên đoàn ra thử chơi thôi. Nhưng mà mục đích là sao? Mục đích là người ta muốn đánh Vân Lê ra khỏi cái chung kết này, chứ không phải biên đoàn chỉ là con cờ hay không. Cô nhìn xa chút thì cô biết tại sao biên đoàn phải đánh cô. Nhìn xa chứ, giờ anh Nam nói đi Vân Lê nghe. Tại vì cô là người Việt quốc gia. Đúng vậy. Cô phải theo lá cờ vàng. Dạ đúng. Cô ra nghị quyết trong trường học về là nghị quyết vinh danh cờ vàng. Dạ. Đúng không? Đúng. Có một lực lượng tại thành phố này, họ không muốn cô vào trong thành phố để giữ lá cờ vàng thành phố. Họ muốn thành phố này không còn cờ vàng nữa. Và trong cái những một số cái flyers của cái anh gì đó, anh Quốc Nam. Quốc Nam. Mà tung ồn ào trên cả tháng nay. Ừ. Trên email, mạng. Trên email trên ồn ào cả tháng nay trên khắp các diễn đàn điện tử. Dạ. Mà tôi cũng tình cờ đọc được, thật đúng hay sai tôi không biết. Dạ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng biên đoàn có trách nhiệm phải trả lời cho đồng bào và cử tri. Anh là ai? Đến giờ này có ai biết anh là ai không? Nhưng ta nhìn này, đằng sau lưng anh đó là những người làm ăn cực quan trọng với Hà Nội.
sát cánh với Phạm Minh Chính, sát cánh với Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch thủ tướng Nam Việt Nam, là tứ trụ triều đình Hà Nội. Hả? Trong những bức hình của anh gì đó, Quốc Nam đưa ra đó, thì chứng tỏ biên đoàn là như vậy. Biên đoàn hãy có trách nhiệm trả lời trước đồng bào người Việt quốc gia, anh là ai, đứng ở bên nào, mà tại sao có những cái hình mà tại sao hình như vậy, có đúng không? Tôi sẵn sàng mời anh lên ngồi đây để trả lời dư luận. Tôi không cáo buộc anh, tôi không lên án anh, mà tôi cần cái câu trả lời của anh. Và tiền ở đâu anh ra? Anh tung khoảng 90.000 đô la theo ba cái mail đơn này, bỏ ra 90.000. Biên đoàn không có tiền, gây quỹ không có quỹ, quay quỹ được. Vậy tiền đâu? Ở giờ cuối tung ra cả 90.000 để làm ba cái mail đơn này, để nhằm triệt hạ một ứng cử viên người Việt quốc gia. Anh làm việc như vậy để làm gì? Cho nên cái chỗ này tôi mời biên đoàn lại ngồi, chúng tôi không muốn nói một chiều. Tôi đã nói ngay từ đầu tiên đến giờ này, tôi không bao giờ muốn nói một chiều độc thoại hay nói một chiều. Tôi muốn nghe ý kiến anh có dám xuất hiện không, đó là chuyện của anh. Nhưng mà bây giờ nghe người ta nói như vậy, mục tiêu của lực lượng nào, tài phiệt nào muốn bỏ tiền ra để anh tiêu diệt cái người ứng cử viên người quốc gia? Vậy khi anh vào thành phố này còn được phép treo cờ vàng nữa không? Còn được phép sinh hoạt nữa không? Hay thành phố này trở thành thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội? Thì cái đó chúng tôi cần lắng nghe. Tại sao tiêu diệt người ứng cử viên người quốc gia bằng mọi giá, kể cả nói láo, kể cả lừa đảo gạt? Mà Văn Lê dùng cái gì? Văn Lê là dùng là dưới thắt lưng. Dưới thắt lưng, yeah. Chơi dưới thắt lưng. Mà chúng ta muốn nói chơi dưới thắt lưng đó, là chữ đất lịch sự thật sự chơi kiểu gì thì quý vị biết hơn. Dưới thắt lưng này là cái giống gì. Cái thứ hai nữa, ông trưởng ban vận động tranh cử người Mỹ của biên đoàn vẫn cho rằng đây là chủ trương của nhóm Việt Nam. Đúng. Và ông ta nói cái điều gì đó, it's a joke. It's a joke, yes, it's a joke. Một sự sỉ nhục cộng đồng Việt Nam. Anh chưa làm được gì, anh đem sự sỉ nhục cộng đồng Việt Nam. Một người như vậy có đủ tư cách đại diện cho cộng đồng Việt Nam trí thức, giàu có, thành danh ở tại miền Bắc California không? Câu hỏi đó xin mời biên đoàn lên trả lời câu hỏi đó cho đồng bào ngay tại chỗ Văn Lê đang ngồi. Đúng. Thì còn cô muốn nói gì nữa không? Thì cái điều Văn Lê nói đó là Văn Lê cũng đã trình bày rồi. Vân Lê cũng nói thẳng luôn cho tất cả quý vị, mới ở ngoài kia người ta phao tin rất là nhiều. Tôi xin lỗi cô, câu cắt ngang câu nói nè, sợ tí nữa tôi quên. Dạ. Chúng ta biết rằng cộng đồng Việt Nam cần người đại diện. Dạ đúng. Tâm huyết của tất cả mọi người là cần một người đại diện, đẩy người đại diện nó vô. Dạ. Giống như người đói cần ăn cơm, tất cả mọi người muốn đem cơm cho người đói ra ăn. Dạ đúng. Nhưng mà what if chén cơm đầy thuốc độc thì sao? Ăn vô là chết. Yeah. Ăn vô là lây lăn đùng là chết. Bây giờ chúng ta cần một người đại diện, mà bằng ai cũng được là đại diện, miễn là người Việt. Chúng ta có những Lê Chiêu Thống phản bội đất nước, bán nước trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chúng ta cần những người Việt đó không? Chúng ta cần biên đoàn hãy trả lời anh là ai, và những người mà ủng hộ sau lưng, tài trợ, ủng hộ, vận động cho anh là ai. Đến lượt chúng tôi sẽ lật sổ ra từng người một, thưa quý vị. Dạ, cái điều mà Vân Lê đã nói ngày hôm nay là bên ban vận động của biên đoàn cần phải xin lỗi Vân Lê, xin lỗi cộng đồng và xin lỗi district, và phải có cái press release, cái thông cáo báo chí sẽ đưa qua cho bên ban vận động của Vân Lê review, duyệt lại trước khi gửi ra. Tại vì Vân Lê không có biết cái content trong cái thông cáo báo chí đó nói cái gì, thì Vân Lê cần phải biết, và Vân Lê đồng ý rồi bên đó gửi qua. Điều thứ hai là gửi lại những cái campaign mailer này 3 lần như vậy để mà lấy, để Vân Lê lấy lại cái danh dự là quý vị dùng cái chữ defund police, mà thực ra đó là bên học khu không có thẩm quyền, không có ngân sách để mà lo cho cảnh sát. Cái đó thì anh mà Ryan Công Đỗ và anh Lân Nguyễn cũng đã nói rồi. Anh Lân Nguyễn là chủ tịch học khu. Đúng. Cái thời điểm mà cái mail lên này ra. Đúng. Thời điểm. Thì anh nói cái đó là bán nát. Đúng.
Đúng rồi, đó là ba lá. Bởi vậy Vân Lê mà họ lấy cái hình của Vân Lê và họ gửi ra trong cái ba cái flyer như vậy, và còn để thêm một cái câu là we cannot trust Vân Lê. Câu biết không? Trong cái một cuốn sách nào đó nói một câu rất là hay. Sự khác biệt giữa con người và loài vật là gì? Là cách thỏa mãn cái đói. Con vật nó đói, nó bất kể, là ăn. Người Việt Nam mình có đói, cũng biết trên nhường cha, nhường mẹ, nhường ông, nhường bà. Đúng không? Đúng. Và nhường con nít. Dạ. Phần còn lại tới mình ăn. Đúng rồi. Mình tôn trọng bề trên, trọng bề dưới, trọng người bệnh đau, trọng người con nhỏ. Rồi mình có đói cách mấy, chúng tôi đi vượt biên ấy, mới thấy còn lon nước cuối cùng như vậy. Người con đưa cho người cha, người cha nó không, cha già chết không sao, con uống đi. Đưa qua đưa lại, ai cũng muốn sống, ai muốn lon nước, nhưng mà đạo đức không cho phép họ uống cái ly nước đó. Bởi vì họ có những lễ nghĩa, có liêm sĩ, có đạo đức. Cho nên con người nó khác nhau loài vật. Ngày xưa ta nói là con người khác nhau con vật ở chỗ là thỏa mãn cái đói. Cái cách thỏa mãn mà giết đồng loại bằng mọi cách, vừa nói láo, vu lương gạt thì là vô đạo đức. Là vô đạo đức. Chúng ta có cần một người vô đạo đức của trong thành phố không? Biên đoàn, anh đủ can đảm anh gọi điện trả lời tôi. Anh, chúng ta có cần một người cần bước một người vô đạo đức ngồi trong đội học hội đồng thành phố không? Đúng vậy anh Nam. Có điều mà Vân Lê cũng muốn nói ra đây là cái người mà campaign manager của biên đoàn cũng nói rằng là đã nói rằng là đừng có chơi cái trò này. Mà biên đoàn lại là nghe bên cái phía cố vấn của người Việt Nam. Nghĩa là để mà triệt hạ Vân Lê. Và cái người mà tối nhất là cái người cuối cùng mà quyết định vẫn là người biên đoàn, cũng như Vân Lê. Nếu Vân Lê gửi những cái flyer mà ra, ban vận động của Vân Lê hay là người campaign manager của Vân Lê mà đưa ra những cái chính sách gì Vân Lê phải đồng ý thì mới được in ra. Nếu không đồng ý, Vân Lê không có in ra. Và đó Vân Lê muốn nói đây đó, biên đoàn có đủ cái kiến thức hay không? Có đủ cái khả năng để mà duyệt xét cái chuyện này đó là đúng hay không? Hay là chỉ nghe theo phe nhóm, chỉ nghe theo những người đứng sau lưng, và những người đứng sau lưng là ai? Thì anh Nam có thể hỏi thẳng, biên đoàn có thể ngồi ngay đây để trả lời cho cử tri trong đơn vị 7 và cộng đồng. Cộng đồng này chúng ta không thể nào hết người để đưa thằng rớt. Mà như ông giám đốc tranh cử của biên đoàn nói, của biên đoàn. Đúng theo theo vấn đề từ trên. He's a jerk. Right. Thì chúng ta có cần thiết đưa một thằng cả trứng như vậy để đại diện cộng đồng Việt Nam không? Cái bài toán là nếu ta tránh được 4 năm sắp tới mà không có cái thằng cà chớ này vô trong nhường rớt, theo ông vận động trưởng ban vận động đăng cử của biên đoàn nói, nó là thằng rớt. Thì nếu tránh được cái nạn 4 năm này thì ta còn có 4 năm sau, còn 8 năm sau nữa. Còn để rớt cho nó vào trong này thì 8 năm cộng đồng Việt Nam tan nát hết. Chúng ta có sự quyền chọn. Quý vị, chúng ta có quyền chọn. Nếu quý vị chọn một người mà ông có ai hiểu cái người ứng cử viên bằng ông trưởng ban vận động tranh cử của anh ta, ông có thằng sớt, thằng cà chớn, thì quý vị nghĩ mà như vậy mà nó dám làm, như vậy mà vẫn dám làm, tung ra bịa đặt, bịa chuyện, tung ra chỉ vì miếng ăn, bất chấp đạo đức của liêm sĩ, thì một người như vậy quý vị có thể tin được không? Nếu chỉ vì đồng tiền đồng bạc, sau khi họ vô làm nghị viên vì đồng tiền bạc, họ có dám bán đứng công đồng này không? Quý vị có dám tin giao người Việt như vậy không? Nó người Việt bầu cho người Việt, tôi ủng hộ 100% luôn. Nhưng câu hỏi rất nhỏ còn lại là đó là người Việt nào? Có đáng cho chúng ta bầu không? Nếu nó là người Việt mà được một điểm trung bình thôi đó, thì chúng ta ráng lấy xoa qua xoa lại thôi để đi bầu. Nhưng mà nó basic đi và căn bản và đạo đức đó, thì nó như vậy, thằng sớt. Mà ai nói? Giám đốc tranh cử của ông ta nói. Thì có đáng để bầu không? Cho nên chúng ta cần một người Việt vào hội đồng thành phố. Tôi đồng ý 100% luôn. Vân Lê cũng đồng ý với anh Nam. Nhưng mà người Việt nào? Người Việt nào? Và nếu điều đó xảy ra, nếu thằng sớt phá hoại cộng đồng này, tan nát hết, những ngày đêm biểu tình, thứ ba đen, thứ ba đen,
thì cộng đồng này sẽ ra sao? Anh Nam, rất là có những nhiều người chú bác nói với Vân Lê là bây giờ tôi lớn tuổi rồi cô Vân Lê, tôi không biết là tôi có còn sức lực để mà đi dự cái thứ ba đen hay không, tôi không còn sức để mà tôi tranh đấu để mà giữ cái lá cờ vàng nữa hay không. Tôi chỉ tin có một mình cô, tại vì cái quá trình hoạt động của cô toàn là nghĩa là đi theo cái Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn cô nói điều này, nhưng mà ở đời mà tôi phải assume những điều Văn Lê nói là đúng, nhưng mà tôi đã nói rằng này, trong nguyên tắc người cao học tại Mỹ, cái điều Văn Lê đưa làm thesis là một tiền đề. Tôi cần một antithesis của biên đoàn để đối chất từ biên đoàn. Và biên đoàn lên ngồi đây đối chất cho Văn Lê cái việc này đúng không, cái defund police đúng không, và một số chuyện khác đúng không. Sau khi mà biên đoàn, ta nói ngay tại chỗ này, nếu biên đoàn chấp nhận trả lời phỏng vấn của tôi và đối chất được Văn Lê và chứng minh được là mình có lý đó, tôi sẵn sàng tuyên bố quý vị là tôi sẽ bầu cho biên đoàn ngay lập tức, và tôi vận động cho biên đoàn ngay lập tức đi. Bởi vì sao? Chúng ta cần một người Việt trong thành phố. Dạ, đúng. Cái điều only sợ hãi chúng ta đó, đưa một thằng phản trắc vào thành phố. Và Vân Lê cũng đồng ý với anh Nam là Vân Lê chỉ cần sự xin lỗi. Vân Lê cần gửi trở lại ba cái flyer này tấn công Vân Lê. Không có một cái flyer nào tấn công bà Maya hết. Chỉ tấn công Vân Lê ba flyer, trả lại cái danh dự, bôi nhọ Vân Lê như thế nào, trả lại cái danh dự cho Vân Lê cái thế đó. Rồi mình ngồi xuống mình nói chuyện là Vân Lê ủng hộ. Nhưng mà bây giờ trước nhất là cô phải làm cũng, như vậy. Cô cũng hiền quá. Hiền đốt quá. Nhà cô bây giờ xây lại nhà, sửa nhà cô thì cô có thể tha. Thì cô có thể tha, cô có truy tố nữa. Đúng, mình vẫn là thiệt, Phật tử. Dù đó là cô đã thiệt thòi, mất danh, mất lợi đủ thứ. Dạ. Nhưng mà cô chấp nhận cái mới mèo. Trả lại danh dự cho cô. Dạ. Trả lại danh dự một cách gì? Cô đề nghị cũng rất đơn giản. Ba cái mailer này, một mailer khoảng 20-30 ngàn, 22 ngàn universe flyer đó, đó. Thì cho là 22 ngàn đồng đi. Đó, đi gửi ra ba cái mailer, ba cái flyer, họp báo xin lỗi. Họp báo rõ. Nhưng mà điều là Vân Lê phải chấp nhận cái sự xin lỗi đó bằng theo, nội dung như thế này, chứ không phải là muốn viết cái gì lên trên đây là nói là Vân Lê đồng ý. Phải, yeah. Vân Lê phải duyệt và Vân Lê chấp nhận trước khi mà gửi ra. Và phải gửi ra đúng như vậy, chứ không thể nào mà cắt xén được những gì hết. Nhưng mà đó là cái điều mà Vân Lê yêu cầu. Vân Lê sẽ ngồi xuống và có một người bạn nói như thế này nè. Nếu như Mia mà thắng cử tiếp á, thì cô không có làm gì cho cộng đồng Việt Nam đó. Nhưng cô có là không có hại, cô không làm gì tốt cho cộng đồng Việt Nam, không giúp cộng đồng Việt Nam, nhưng không có kêu cộng đồng Việt Nam. Nhưng mà cái thế lực bị hai biên đoàn đó, đó là đáng sợ, thì cực kỳ đáng sợ và nguy hiểm. Cho nên tránh một con chó sợ nó cắn mình thì chạy qua để đút đầu vô con hổ, nó nguy hiểm hơn. Do vậy đây được cửa nào cũng không có gứt. Cái cửa nào bầu cho Maya nhiều người cũng không thích. Mà bầu cho biên đoàn là người sợ, nhiều người ta sợ hãi, nó còn nguy hiểm 1000 lần hơn Maya nữa. Có nhiều người nói người ta có thể bỏ phiếu trắng anh Nam. Thì cái đó là tùy, mình không can thiệp vào quyền bầu cử người khác. Đúng rồi. Sự chọn lựa người khác. Sự chọn lựa. Nhưng mà chúng ta có quyền phân tích về trên cái quyền lợi nào, cái thiệt hại nào cho cộng đồng. Còn chuyện chọn lựa ai lá phiếu bầu cho ai thì chuyện của quý vị. Chuyện chúng tôi tiến cử của Văn Lê, một người Việt quốc gia tôi biết trên 30 năm, tôi làm việc chung trên 30 năm, tôi biết chắc, tôi biết từ ba tới mẹ, tới làm việc, tới chồng, tới gia đình, tôi biết rất rõ. Yeah. Và tôi làm việc trên 30 năm thì tôi tiến cử. Và nếu mà Văn Lê không đắc cử được thì tôi không nỡ bỏ lá phiếu cho Maya, và tôi không tin tưởng biên đoàn để bỏ lá phiếu biên đoàn, thì tôi không nói tôi sẽ đứng phía nào, và cái việc quý vị quyết định. Nhưng mà thận trọng, đừng để cộng đồng mình đứng trước sự đe dọa cực kỳ to lớn mà trong suốt 47 năm vừa qua chúng ta chưa bị đe dọa như vậy. Xin cảm ơn quý vị.
Có vấn đề có gì nói nữa không? Dạ, Vân Lê nói rằng là Vân Lê cảm ơn tấm chân tình của tất cả quý vị đã hỗ trợ, ủng hộ cho Vân Lê. Và Vân Lê rất là hãnh diện là một người phụ nữ đã dấn thân vào trong cộng đồng và luôn luôn đặt chuyện cộng đồng là điều trên hết. Và lá cờ vàng ba sọc đỏ là cái lá cờ vàng luôn luôn đi với Vân Lê trong suốt những thời gian qua. Và Vân Lê là một cái người mà thật sự ra là Vân Lê rất muốn dấn thân và vẫn làm sao để cho cái cộng đồng của chúng ta tốt hơn, tốt đẹp hơn để truyền lại cho thế hệ mai sau. Vì điều là điều tới câu này. Dạ. Hỏi câu này nè. Cái ông bà mày dạy rất là hay. Thắng không kêu. Dạ. Bại không nản. Dạ. Và ông ta mày cũng dạy là gì? Còn nước còn tát. Ông bà ta cũng dạy gì? Không thành công cũng thành nhân. Đó lời ông bà cha mẹ dạy đúng không? Dạ. Thắng không kêu. Bại không nản. Cô dạ. Có nản chí chưa? Dạ chưa. Ra nữa không? Ra nữa. Ok. Tại vì không ai cấm một người với lòng tha thiết phục vụ cộng đồng tiếp tục có cái nguyện ước phục vụ cộng đồng. Tôi ủng hộ điều đó. Dù cho lần thứ 10, dù tới lần thứ 50 vẫn là một tấm lòng son sắt. Ngày xưa thì có những người kháng chiến chống quân xâm lược Tàu bị bắt lên, bị bắt xuống, bị đánh đập, bị tra khảo, thả ra lại đi theo kháng chiến của Quốc dân đảng của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh để kháng chiến chống giặc giặc Tàu. Cho nên không có số lần, không có limit dấn thân phục vụ đồng bào, phục vụ đất nước, không có giới hạn số lần. Rất hạnh hơn hạnh cô còn có được quyết tâm như vậy. Xin chúc cô may mắn. Dạ. Xin trân trọng chào quý vị. Dạ, xin lời chào tất cả quý vị. Dạ, xin cảm ơn.